chấp ngăn tù. Ông đối với những clip phát tán trên mạng của phong trào chống nhà nước Việt thì ông có những cái cảm nhận và suy nghĩ như thế nào, những lời lẽ trong cái clip đó? Tôi nhận định về cái nhóm người trên cái kênh chấn hương nước Việt, tôi thấy có một số anh chị là ấu trĩ về tư tưởng và hoang tưởng về nhận thức xã hội, và nhiều khi là có những cái xuyên tạc về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân Việt Nam và đối với tình trạng đất nước hiện nay. Là nhiều khi được các chị, ví dụ như là anh Vũ Quang Thuận chẳng hạn, là anh vào ngày 19 tháng Giêng năm 2017 anh còn vác cả cây thánh giá và hô hào rồi xúi giục một số nhân dân đi biểu tình và đến gây rối ở chỗ tượng đài Lý Thái Tổ. Nên chúng tôi và một số các anh các chị, ví dụ như là chị Trần Phương Yến lấy danh là Nam Phương, kênh số 6 của chấn hương nước Việt, rồi thì anh Lê Dũng Vô Va, rồi anh Phan Vân Bách, rồi anh Ngô Văn Dũng, anh Lê Trọng Hùng, rồi anh An Tôn Tuấn. Tôi thấy các anh các chị là lợi dụng cái tự do ngôn luận, tự do dân chủ mà được pháp luật nước Cộng hòa xã hội Việt Nam quy định, thì các anh lợi dụng cái nhân quyền và cái dân chủ của các anh để các anh chà đạp lên nhân phẩm và cái tư cách và cuộc sống của người dân Việt Nam. Chúng tôi thấy rất là bức xúc và có những cái phẫn nộ, và chúng tôi cũng yêu cầu là Đảng và Nhà nước và các ngành chức năng cũng nên vào cuộc để xử lý nghiêm khắc với những đối tượng có những hành vi chống đối Đảng Nhà nước, là muốn thay đổi cái thể chế Đảng Cộng sản và phá hoại cuộc sống yên lành của nhân dân Việt Nam. Tôi sinh ngày 1 tháng 01 năm 1958, quê ở thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Tên là Nguyễn Bá Thi. Tôi là Nguyễn Bá Thi. Gần đây có những cái clip là của cái đài chấn hương đất Việt ấy, là tôi thấy là rất là lố bịch, phát tán trên mạng xã hội, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, nói xấu chính quyền, bóp méo lịch sử để hòng gọi là cổ suý cho cái chế độ Việt Nam Cộng hòa trước đây. Tôi cực lực phản đối những cái thành phần là bóp méo lịch sử, bóp méo chế độ, đó số Đảng, đó số Nhà nước, trà đạp lên các vong linh của các anh hùng liệt sĩ. Và những thành phần này tôi không hiểu là vì lý do gì mà chính quyền không vào cuộc để cho những thành phần này là ra cái tượng đài Lý Thái Tổ để làm mưa làm gió, lợi dụng cái thủ đô ta là toàn là những người nước ngoài, vì nó có yêu nước gì đâu, vì yêu tiền để có hình, có tiền ở ngoại góp về thì là các vị đây bóp méo lịch sử, trà đạp lên lịch sử, nói số chế độ, nói số Đảng, Nhà nước. Tôi đề nghị và đầu tiên nó cực lực phản đối những cái hành vi lỗ bịch này. Tôi đề nghị Đảng, Nhà nước và chính quyền, các cơ quan có chức năng vào cuộc để xử lý những thành phần này nghiêm minh, để răn đe cho những kẻ, những người có ý đồ là đòi thay đổi thể chế của Cộng sản. Tôi cực lây phản đối những thành phần này. Tôi tên là Nguyễn Quang Bách, là sinh viên năm cuối của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, quê thì ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Trong một số clip trên mạng của Vũ Quang Thuận trong phong trào chấn hương nước Việt thì có nhắc đến việc rằng là chủ nghĩa cộng sản giết hại doanh nhân, sỉ nhục nhân sĩ trí thức. Là một trí thức trẻ thì bạn có cái cảm nghĩ như thế nào? Tôi đang hiện nay là sinh viên năm cuối Học viện Báo chí Tuyên truyền. Xét theo ở góc độ này thì tôi thuộc tầng lớp trí thức. Thì bản thân tôi từ trước đến nay thì có theo dõi qua Facebook, qua YouTube về những cái video clip, bài viết của Vũ Quang Thuận. Thì tôi đã thấy, nhận thấy rằng là trước đó các bài viết, các video clip đó của Vũ Quang Thuận đã có những cái tính chất, những cái nội dung mà mang tính xuyên tạc,
lịch sử xuyên tạc các chính sách của Đảng và Nhà nước. Thì ở cái video này, Vũ Quang Thuận cũng lặp lại cái tính chất xuyên tạc đó. Thì bản thân tôi đánh giá rằng trong các quan điểm của Đảng và Nhà nước từ trước đến nay, kể cả trong thời chiến và trong thời bình, Đảng ta luôn đề cao việc là giai cấp công nhân muốn thực hiện được cái sứ mệnh lịch sử của mình thì phải kết hợp với lại giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức đó. Đảng luôn đề cao như thế, về cái đề cao cái vai trò của đội ngũ trí thức. Và thứ hai nữa, trong cái thời kỳ mà kinh tế trí thức hiện nay đấy, thì việc xây dựng cái nguồn nhân lực có đội ngũ trí thức cao, có trình độ nhân lực cao thì cũng được Đảng và Nhà nước đề cao và chú trọng trong các nghị quyết hoặc là trong các bài viết tuyên truyền. Kể cả đến giai cấp nông dân, giai cấp công nhân và giai cấp nông dân cũng thế, Đảng cũng có những cái nghị quyết, những cái chính sách mà trí thức hóa những cái giai cấp này. Vậy thì rõ ràng như thế thì liệu Vũ Quang Thuận bảo rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam mình không quan trọng tầng lớp trí thức như tôi chẳng hạn và đội ngũ doanh nhân thì có đúng hay không? Vâng, chào bác Nguyễn Bá Thi, cựu chiến binh đến từ Bắc Ninh. Chào bạn là Phích Nước Nóng. Bác Thi hôm nay bác ra thăm thủ đô và thăm công viên Đống Đa có tượng đài Đức Đại Đế Quang Trung rất là to đằng sau đúng không ạ? Bác có suy nghĩ gì về cái cuộc sống hiện nay và truyền thống đánh giặc cha ông ngày xưa ạ? Tôi xin có ý kiến này là nói về truyền thống yêu nước của nhân dân Việt Nam từ xưa nay, trong những bao nhiêu cuộc kháng chiến của cha ông ta, trong đó là có vị anh hùng áo vải dân tộc là Quang Trung. Đây là chúng tôi đang đứng ngay chân tượng đài của khu Gò Đống Đa, là những cái kỷ niệm của lịch sử mà khi Quang Trung đại phá quân Thanh ở Gò Đống Đa. Thì tôi xét thấy những cái ôn lại những cái lịch sử của cha ông ta trong những cái cuộc chống quân xâm lược từ ngoại bang, thì chúng tôi đem lại cuộc sống cho nhân dân như ngày hôm nay là cũng phải nhớ ơn đến những anh hùng dân tộc, trong đó là đang đứng dưới chân của tượng đài của vị anh hùng áo vải dân tộc là Quang Trung Nguyễn Huệ. Về nói về thời buổi hiện nay là nhân dân Việt Nam là đang ở góc độ là đất nước đang từng ngày từng giờ xây dựng và phát triển rất là tươi đẹp, cuộc sống của nhân dân đang dần ổn định đi vào theo cái xu hướng phát triển trên con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân cuộc sống bây giờ rất là no đủ và tươi đẹp, cho nên chúng tôi rất là lấy là vinh dự, về vinh hạnh về có những đời cha ông đã dựng lên sự nghiệp của đất nước để cho con cháu chúng tôi được hưởng hạnh phúc như ngày hôm nay. Thì nên thế còn bạn trẻ Phích em thì cũng là sinh viên ở dưới quê lên trên Hà Nội học, thì cũng biết đến cái khu Gò Đống Đa này và cũng thường xuyên qua đây thăm khu Gò Đống Đa. Thì bản thân em thì được học lịch sử thì là được các thầy cô giảng về cái trận đánh mà Quang Trung đại phá quân Thanh mà ở ngoài miền Bắc này và có cái Gò Đống Đa ở đây. Thì là lần đầu tiên mà khi mà em lên Hà Nội thì lần đầu tiên em cũng đã đến đây và cũng đã biết chứng kiến được cái câu chuyện lịch sử đó. Thì như đằng sau em đây thì là tượng đài Quang Trung và đền thờ của vua Quang Trung. Thì thực ra mà nói thì đền thờ và tượng đài này đều do nhà nước mình xây dựng lên. Đấy, nhà nước sinh mình xây dựng lên tượng đài và nhà thờ như thế này. Thì thử hỏi rằng là nhiều cái luận điệu xuyên tạc ở trên mạng ấy mà bảo rằng Đảng và Nhà nước mình hèn với Trung Quốc, sợ Trung Quốc cái này cái kia, thế vậy thì cái tượng đài to này để chứng minh điều gì? Có phải là để chứng minh rằng đất nước ta không bao giờ chịu khuất phục trước Trung Quốc và trước người tiền bối là có vị vua Quang Trung hoặc là vua Lý rồi vua Trần, bao nhiêu đời chúng ta đều không khuất phục trước Trung Quốc và đều xây dựng những cái tượng đài, những cái nhà thờ to như này để chứng minh được rằng là chúng ta đã không sợ như vậy? Thì liệu những cái lời luận điệu xuyên tạc như vậy thì có đúng hay không? Vâng, cảm ơn bạn Phích. Tức là cái khu công viên Đống Đa này có tượng đài Hoàng đế Đức Đại Đế Quang Trung và đền thờ vua Quang Trung, cũng như là đây ngay đằng trước mặt chúng ta đây là Gò Đống Đa ạ, tức là ở bên dưới các cái gò đống này là coi như là xác của quân Thanh ở trận Hà Hội đấy là bị tiêu diệt và bị vùi chôn ở đây đúng không ạ? Đó, thế nó minh chứng ngay cái tượng đài Quang Trung đứng chính hình to rất là như này đây, chứng tỏ là để khắc cốt là ghi ơn cái tượng đại đế đã phá và cũng để phá quân Thanh và Trung Quốc rồi đấy, mình cứ chả sợ gì sệt thì mà không dám tưởng niệm cả như vậy. Em cũng bổ sung thêm một cái luận điệu nữa là đây cũng là để cũng mang tính chất là để răn đe với lại Trung Quốc, nhắc nhở Trung Quốc rằng là chúng mày đừng xâm chiếm nước ta một lần nữa, nếu chúng mày xâm chiếm nước ta một lần nữa thì chúng mày sẽ gặp những người như vị vua Quang Trung đây. Vâng, thưa các bác, thì ngày mai là 19 tháng 1
là ngày mà 74 lính Việt Nam Cộng Hòa ấy, tử trận ở Hoàng Sa năm 74 để mất đảo Hoàng Sa Tây Trung Quốc. Thế thì theo kinh nghiệm hàng năm của anh em chúng ta là ngày đó thì cái đám dân chủ quậy bờ hồ ấy, nhóm No You nó hay tổ chức ra tự đài lý tổ để nhằm với cái danh nghĩa là vinh danh, đúng không ạ? Thế thì các bác có suy nghĩ gì về cái gọi là vinh danh đó của cái đám dân chủ quậy bờ hồ? Bác Thi ạ, mời bác. Theo như quan điểm của tôi, cái ngày 19 tháng Giêng năm 1974 là chế độ của ngụy quân ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa là để mất cái đảo Hoàng Sa về tay Đài Loan Trung Quốc. Thì bây giờ hàng năm là bọn dân chủ quậy và bọn bà que thường là cứ lấy cái ngày đó để chúng khiêu gợi lại cái nỗi đau của nhân dân Việt Nam nói chung, là bà con ở phía bên kia, chuyến tuyến bên kia, tức là về với bà con của bên phía Việt Nam Cộng Hòa, người ta cũng thương xót của những người mà cũng đã phải bị chết trong cái trận Hoàng Sa năm 1974. Thì tôi thấy là bây giờ chúng nó cứ đưa ra những cái biểu ngữ rồi băng rôn rồi lôi kéo xúi dục nhân dân, rồi như tay Vũ Quang Thuận lại còn cầm cả thánh giá ra đến chỗ tượng đài Lý Thái Tổ để gây những cái xáo trộn hoặc là làm những cái động tác rất là phản cảm để cho người dân chúng tôi rất là bức xúc. Đấy, xin hết. Vâng, thế bạn là Phích, mai bạn định ra tượng đài để... Mà thực ra thì năm nào cũng vào ngày này là em cũng, nó thường là rơi vào ngày cuối tuần. Ngày mai cũng là ngày cuối tuần, em cũng được đi chơi, đi ra tượng đài, đi Thái Tổ, ra bờ hồ để chơi. Nhưng mà em chỉ ngại mỗi cái vấn đề là mai nếu mà em đang đi chơi ở phố đi bộ như vậy mà có một đội mà đang đứng mà xuyên tạc, rồi đứng người cổ xí và tượng đài Lý Thái Tổ, thực sự là bản thân người dân thủ đô như em đều không mong muốn cái việc đấy xảy ra. Và rõ ràng là cái trận chiến này là cái sự bắt tay giữa Mỹ và Trung Quốc, và Mỹ thì lại điều khiển Việt Nam Cộng Hòa để cho chúng ta bị mất cái quần đảo Hoàng Sa đấy. Thì rõ ràng cái này là mình nên đáng trách chứ không phải là để cổ xí, để tuyên dương. Còn đối với những người mà đã tử trận thì mình chỉ có thể là ghi nhận thôi, tức là đã tử trận tại cái quần đảo Hoàng Sa đó thì mình chỉ có thể là ghi nhận thôi, chứ còn bây giờ họ làm mất đảo thì mình phải trách họ chứ, đúng không? Bác thấy cháu bảo đúng rồi, đúng quá rồi, mình phải trách chuẩn luôn. Mai dự toán là ông Trương Văn Dũng kiểu gì cũng có mặt nhỉ? Vâng. Thế mai các bác có định ra về đó cùng anh em Việt Nam không? Chúng tôi là người dân ở thủ đô này, là thường thường là cuối tuần chúng tôi ra ra phố đi bộ. Đúng rồi, cứ cuối tuần đứng trong đây đang tượng đài Lý Thái Tổ. Chân gò đá bên trong sân này. Chúng tôi cũng rất là ái ngại là khi mà gặp những cái thành phần này. Đây đang quay đấy. Khi gặp những thành phần này là chúng tôi không hề muốn, nhưng mà bởi vì các vị ra đây chỉ là làm trò cho ngoại bang. Mình đang nói xấu chế độ, nói xấu chúng ta đang giải trí, mà chúng tôi gặp đâu là chúng tôi đánh, nói thật, tôi rất bức xúc, không phải bây giờ mà từ 2014 cho đến bây giờ. Cháu thì cháu không dám đánh, nhưng mà cháu cũng đồng ý việc là nên có người phải đứng ra răn đe dằn mặt chúng nó, còn bản thân cháu thì không động thổ được. Và ở đây cũng tiện thể đây cũng kiến nghị là chính quyền địa phương là phải có cái biện pháp chế tài để mạnh mẽ hơn, mạnh để chấn áp, đúng không? Chấn áp những cái thành phần gọi là mượn danh là tự do dân chủ để rồi bóp méo lịch sử, bóp nói xấu chế độ, nói xấu đảng. Mà anh em tôi sẽ cố gắng là một đất nước là một thành phố này là quá là thanh bình, quá là yên ổn mà chúng nó cứ quấy đảo lên để làm nên sự bất ổn của thủ đô nói riêng mà cả của nước nói chung. Vâng, thưa anh Long, Bắc Thi và em Phích, được biết là ngày 31 tới đây thì Vũ Quang Thuận và đồng bọn trong ổ nhóm trên nước Việt sẽ bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử. Vậy thì các bác có kiến nghị hay có cái ý kiến gì về trước sự việc mà đưa cái đám đó ra xử không ạ? Tôi quan điểm của tôi là nhất trí về là đảng, nhà nước và những cơ quan chức năng có biện pháp chế tài mạnh để răn đe cho những kẻ có xu hướng cổ suý. Thực ra thì cái phong trào chấn hương nước Việt đấy
thì thành phần đa số là những kẻ tâm thần chính trị. Nhưng mà lại có một cái hay ở đây là chỉ tâm thần về chính trị thôi, còn những cái khác thì lại không tâm thần. Tức là việc là họ lợi dụng những cái vấn đề đó để họ được Việt Tân hoặc là được các tổ chức chống cộng ở bên hải ngoại tài trợ tiền về cho, thì những cái đấy họ lại không bị tâm thần. Những cái đấy thì họ không thần, họ chỉ tâm thần về chính trị thôi. Thì mặc dù là như vậy thì chúng ta vẫn phải nên có những cái biện pháp mà xử lý thật chặt, răn đe cho các đối tượng sau không có làm như vậy nữa, phá hoại sự bình yên của đất nước. À vậy Phùng Mạnh Dũng, em về gặp anh hôm nay. Anh Dũng ơi, anh Dũng mai 19 tháng 1 tính kế hoạch anh nào ạ? Theo kế hoạch thì tôi và một số anh em nữa, từ trước đến giờ 2-3 năm nay rồi, những cái ngày nó nóng bỏng một chút, những ngày mà bọn xã hội dân sự đều ấy mà, bọn xã hội dân sự đều với cả bọn no u với cái thứ ấy, nó hay để cho ví dụ như là ra tượng đài đi lấy tổ biểu tình, như là những cái khu vực mà nó nhạy cảm biểu tình thì bọn tôi sẽ có mặt. Và nếu mà chúng mà có những cái hành động mà gây bất ổn hay là gây mất trật tự xã hội hay là ấy thì bọn tôi sẽ ra tay. Ok anh, chào anh em ra nước đây. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người rất động, trong lòng người